Giờ thời gian chúng ta đang chờ đợi đã đến, chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh mang mã số 1 với một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca khúc Sống, một ca khúc không đơn giản cho các bạn thí sinh đâu. Và thầy mong rằng là với những tràng pháo tay cổ vũ của quý vị, chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thí sinh đầu tiên này. Thưa quý vị, chúng ta hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho Mỹ Tâm và Võ Xuân Hương Thảo. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hương Thảo và hiện giờ thì Thảo đang đứng ở mặt trận Thạnh Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre với những chiến sĩ ở mặt trận văn hóa văn nghệ như Thảo thì được đem lời ca tiếng hát đến phục vụ bà con ở những nơi xa xôi như thế này và được nghe họ vỗ tay, họ cười nói sau mỗi đêm diễn, đó chính là niềm hạnh phúc rất lớn. Thảo đã được diễn trên những sân khấu đơn sơ như thế này thôi nhưng mà đã giúp cho Thảo thêm ngọn lửa về niềm đam mê ca hát và có thể tự tin hơn để bước vào vòng chung kết cuộc thi song ca cùng thần tượng với chị Mỹ Tâm. Cứ thế xô bờ cát dài, nước sông vẫn cứ thế vỡ tan hoài, vẫn biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài, biết anh đã rời xa ngàn trùng xa xôi, sống cứ thế xu đời giấc mộng, dù có những lúc sông vỡ tan trong lòng. Và dưới chân bạn Hương Thảo lại một tiếng. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn, chúc mừng em nha. Rất là tốt. Bây giờ em lại với khán giả một chút xíu. Cố lên. Trước khi vào thì chị Tâm còn khen rất là tốt. Thảo, tự Thảo cảm thấy có tốt không? Cho đến lúc này thì Thảo vẫn không tin được là có một giây phút mà Thảo được đứng trên sân khấu lớn như thế này, hoành tráng như thế này và lại được song ca với lại chị Mỹ Tâm nữa. Đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn với Thảo và xin cảm ơn tất cả các fan của chị Mỹ Tâm cũng như là các khán giả ngồi dưới đã cổ vũ rất là nhiệt tình và Thảo tin tưởng là tiết mục vừa rồi rất là tốt. Các bạn thấy hôm nay Thảo hát tốt không ạ? Cảm ơn các bạn. Thành thấy là thường người ta thi đầu á là tâm trạng người ta hay hồi hộp lo lắng, hay bồn chồn thổn thức. Còn Thảo ra ngay đầu là thấy sung rồi. Cái điều gì giúp cho bạn tự tin như vậy?
Thứ nhất là Thảo rất là cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng như là những người làm chương trình đã chuẩn bị cho Thảo rất là kỹ lưỡng, từ trang phục, make up cũng như là lên dây cót tinh thần cho Thảo từ những cái ngày mà khi mà đậu vòng sơ loại cho đến khi vào chung kết đến giờ. Và đặc biệt là cảm ơn chị Mỹ Tâm, trước khi mà ở trong cánh gà mà ra đây biểu diễn cho các bạn thì chị Mỹ Tâm kêu là cố lên em, cố lên em, tối nay phải hát tốt. Và bây giờ nha, cho Thảo ước một điều ngay bây giờ. Thảo ước điều gì? Thảo ước là tất cả các phần trình diễn còn lại của buổi tối nay đều tốt, để chương trình của chúng ta sẽ là một chương trình hoàn hảo. Thảo ơi, không biết là trong lúc tập với ca sĩ Mỹ Tâm thì có một cái kỷ niệm nào giữa hai chị em mà Thảo có thể kể cho quý vị khán giả nghe được không? Thì lúc tập với chị Mỹ Tâm thì Thảo thấy là chị Mỹ Tâm rất là nhiệt tình và chỉ cho Thảo từng chút, ví dụ như nói là à, giọng em thì hát cái chỗ này hát cao hợp hơn thì em sẽ hát chỗ này, còn chị sẽ hát chỗ này để cho tôn giọng em hơn. Em thấy em hát cái chỗ nào thoải mái nhất thì em cứ hát, còn chỗ nào mà em cảm thấy không thoải mái thì chị sẽ hát chỗ đó. Thì Thảo thấy chị Mỹ Tâm rất là thân thiện và nhường cho thí sinh là những cái phần trình diễn tốt nhất, và những cái gì mà thí sinh còn sai sót hoặc là chưa được thì chị Mỹ Tâm sẽ bổ sung để cho bài hát nó hoàn thiện nhất. Cảm ơn Thảo, và thầy mong là quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho Thảo qua việc bình chọn cho bạn ấy. Chúng ta sẽ soạn tin nhắn mã số 1 gửi về cho tổng đài 8390, hoặc là chúng ta soạn một email cũng là số 1 và gửi về cho địa chỉ email mỹtam@thegioidong.com để bình chọn cho bạn Thảo. Thời gian bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày mai. Vì vậy quý vị và các bạn hãy nhanh tay lên để có cơ hội nhận được giải thưởng của nhà tài trợ Thế Giới Di Động, đó là điện thoại LG, và giải đặc biệt là điện thoại LG và 5 triệu đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chờ đợi trong